chào tất cả anh em nha. Nay nông cơ Vinh Quang mình giao chiếc này cho anh Mã Lá đây hả anh em. Mã Lá ở Crong ha, Crong của thành phố Tum ha. Này thì gắn với dàn chào sáu đây hả. Này Isuki 415 ha. Bắt đầu lên xe này nha, mình sẽ chạy lên luôn ha. Này về anh Mã Lá đấy ha. À, lên xe rồi em ha. Ok, lên rồi em ha. Rồi, ok, chào tạm biệt anh Mã Lá nha. Anh em nào có nhu cầu về những máy này thì xin vui lòng liên hệ ha. Rồi, ok, chào, cảm ơn anh em rất là nhiều ha.